Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối nay của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Bình. Trong chương trình thời sự tối nay, thứ hai, ngày 9 tháng 5 năm 2016 có những nội dung chính như sau. Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Cao Đức Phát thăm bà con ngư dân và làm việc tại huyện Bố Trạch. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát tình hình chấp hành pháp luật về công tác tổ chức bầu cử. Lễ đón hai cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh ở nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay ngày 9 tháng 5, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Cao Đức Phát đã đến thăm bà con ngư dân và làm việc với Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân xã Thanh Trạch, huyện Bố Trạch. Cùng làm việc với Bộ trưởng có đồng chí Nguyễn Hữu Hoài, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Quảng Bình và lãnh đạo huyện Bố Trạch. Xã Thanh Trạch, huyện Bố Trạch có chiều dài bờ biển dài gần 5 km và là nơi có cảng cả sông Danh nên có rất nhiều tàu cả trong và ngoài tỉnh về cập bến. Xã có 28 tàu đánh bắt xa bờ công suất từ 90 cv trở lên, 24 tàu công suất dưới 20 cv và 24 chiếc bơ nan khai thác đánh bắt hải sản gần bờ, có 554 lao động trực tiếp đánh bắt thủy hải sản, 3 hồ nuôi trồng thủy sản nước mặn, hơn 60 hồ kinh doanh dịch vụ hậu cần nghề cá, gồm thu mua, chế biến thủy hải sản, kinh doanh ăn uống, dịch vụ xăng dầu, đá lạnh và hơn 100 tiểu thương buôn bán thủy hải sản. Ngoài ra, trên địa bàn xã Thanh Trạch, huyện Bố Trạch có lực lượng trên 500 cán bộ bốc vác, sơ chế hải sản. Sự việc cá biển chết ven bờ đã làm xã Thanh Trạch thiệt hại ước tính khoảng 15,5 tỷ đồng. Trước tình hình trên, cấp ủy Đảng, chính quyền, mặt trận xã Thanh Trạch đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân và đã tổ chức thực hiện các chính sách hỗ trợ của chính phủ, tỉnh, huyện và của xã, kịp thời ra soát các đối tượng hộ gia đình trực tiếp đánh bắt nuôi trồng thủy sản để hỗ trợ 10 kg gạo trên một người và 50.000 đồng trên một người. Đã có 6 tổ chức đến thăm và tặng quà cho ngư dân gặp khó khăn xã Thanh Trạch với tổng giá trị 50 triệu đồng. Từ ngày 29 tháng 4 năm 2016 đến ngày 5 tháng 5 năm 2016, trên địa bàn xã, các cơ quan chức năng đã xác nhận cho thu mua và tiêu thụ hải sản của 214 tàu cá đánh bắt xa bờ với tổng sản lượng 445 tấn cá, mực các loại. Xã cũng đã kịp thời huy động các đoàn thể và nhân dân thu gom, chôn lấp, xử lý số cá chết trôi giạt vào bờ, liên tục phát động vệ sinh môi trường dọc bờ biển, thăm hỏi ngư dân và làm việc với Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân xã Thanh Trạch, huyện Bố Trạch. Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Cao Đức Phát đã ân cần chia sẻ những khó khăn mà bà con ngư dân xã Thanh Trạch, huyện Bố Trạch đang gặp phải. Bây giờ về vấn đề tiêu thụ sản phẩm bà con làm ra thì chúng tôi cũng đã làm lấy mẫu xét nghiệm, đã công bố công khai với nhân dân cả nước là cá dù đánh bắt ở Quảng Bình hay ở nơi đâu, ở ngoài khơi xa là an toàn, nên là có hoàn toàn yên tâm có thể tiêu thụ. Thế các đồng chí ở Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn là có thể xác nhận cho các tàu cá để cho mọi người biết và có thể yên tâm tiêu thụ, kể cả xuất khẩu lẫn trong nước. Nhưng mà qua buổi làm việc ngày hôm nay ấy, thì tôi đề nghị hai đồng chí phó tổng cục trưởng tổng cục thủy sản và đồng chí viện trưởng viện nghiên cứu hải sản, các đồng chí ngay sau buổi làm việc này gọi điện về, phải không, giao cho anh em phối hợp và cố gắng trong ngày hôm nay đưa lên mạng là cái nhận biết tên này, tên cá này, phải không? Rồi hình ảnh của cái con cá và những cái hải sản mà thường là đánh bắt ở xa bờ để mọi người biết, các đồng chí đưa ngay lên mạng và cung cấp cho các cơ quan thông tấn báo chí phổ biến cho nhân dân những cái loại phổ biến ấy. Đó. Thì để cho bà con biết, và như vậy tôi tin là nó sẽ giúp là tiêu thụ mọi người yên tâm hơn. Thế bây giờ cái sản phẩm của các cơ sở mà họ đã thu mua trước cái ngày này thì tôi đề nghị là sở giao cho chi cục quản lý chất lượng phối hợp với cục quản lý chất lượng nông lâm sản thủy sản của bộ để kiểm tra và cũng xác nhận cho người ta, xác nhận cho các đơn vị này. Đấy.
thì anh cho em kiểm tra hồ sơ giấy tờ rồi thu mua và nếu cần thiết thì lấy thêm một số mẫu gì đấy thì mình xét nghiệm nhanh để cũng công bố và xác nhận cho người ta để người ta tiêu thụ và người tiêu dùng cũng yên tâm để mà mua. Thế thì trong cái chính sách mà chúng tôi đề nghị với chính phủ ấy là không phải chỉ nguyên bà con là ngư dân đánh bắt gần bờ không đi đánh bắt được, mà kể cả những thuyền viên của tàu cá xa bờ không đi đánh bắt được, kể cả những người làm dịch vụ, những người mà có khó khăn thì chúng ta cũng xem xét để tỉnh cũng xem xét để cấp gạo, để không để phương châm là không để ai thiếu gạo. Nên là thực tế là những người nào có đi đánh bắt mà bây giờ không đi đánh bắt thì dù là thuyền to thuyền nhỏ thì chúng ta đều hỗ trợ. Tôi thì quan điểm của tôi là như thế. Giờ tôi sẽ chỉ đạo để bộ có cái hướng dẫn như thế để các đồng chí có cơ sở pháp lý để làm. Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân và ngư dân xã Thanh Trạch nói riêng và tỉnh Quảng Bình nói chung đề nghị chính phủ, các bộ ngành, cơ quan chức năng sớm có kết luận nguyên nhân dẫn đến cá biển chết bất thường để nhân dân yên tâm sản xuất, kinh doanh từ hải sản cũng như tiêu thụ sản phẩm từ biển, giúp tâm lý của người dân không còn e ngại khi dùng các sản phẩm từ biển. Đồng thời, có thêm các chính sách hỗ trợ đối với những người có cuộc sống liên quan đến nghề biển. Dịp này, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Cao Đức Phát đã tặng quà động viên các ngư dân xã Thanh Trạch, huyện Bố Trạch. Mời quý vị và các bạn nghe thông báo kết quả quan trắc chất lượng nước biển ven bờ trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. Ngày 8 tháng 5 năm 2016, Trung tâm Quan trắc và Kỹ thuật Môi trường Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp tục thực hiện quan trắc phân tích nhằm đánh giá diễn biến chất lượng nước biển ven bờ tại 5 điểm gồm bãi biển Quảng Phú, bãi tắm Quảng Thọ, bãi tắm Đà Nhảy, bãi tắm Nhật Lệ và bãi tắm Hải Ninh, đồng thời gửi mẫu cho Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường Quảng Trị phân tích một số chỉ tiêu. Kết quả quan trắc phân tích ở trên so sánh với QC VN10 MT2015 BTNMT quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước biển phục vụ mục đích thể thao, giải trí dưới nước, nuôi trồng thủy sản, bảo vệ môi trường biển và các mục đích khác, cho thấy 16 chỉ tiêu phân tích trong các mẫu nước được quan trắc đều có giá trị đạt quy chuẩn cho phép và phù hợp với kết quả quan trắc phân tích do Trung tâm Quan trắc Môi trường, Tổng cục Môi trường thực hiện được công bố tại website vea.gov.vn. Đất nước hôm nay đang vui mừng chào ngày hội lớn, ngày toàn dân làm nghĩa vụ thiêng liêng, vì độc lập tự do, vì tổ quốc mạnh giàu, chúng ta đi bầu chọn người có tài có đức, đem hết sức mình để phục vụ nhân dân. Mỗi lá phiếu ta bầu là trách nhiệm công dân, dựng xây quê hương ấm no hạnh phúc. Ta đi bầu thật đông, ta chọn người thật đông, chung sức chung lòng xây nước Việt đẹp tươi. Chiều nay ngày 9 tháng 5, đồng chí Nguyễn Thị Thanh Hương, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh đã đi giám sát tình hình chấp hành pháp luật về công tác tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 14 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 tại Ủy ban Bầu cử huyện Quảng Trạch. Theo báo cáo của Ủy ban Bầu cử huyện Quảng Trạch, thì cho đến thời điểm này, công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 14 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 được tổ chức thực hiện theo đúng luật định. Đến ngày 5 tháng 5 năm 2016, toàn huyện có 73.384 cử tri tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh, 73.376 cử tri tham gia bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân huyện và 73.122 cử tri tham gia bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân xã. Theo quyết định của Ủy ban Bầu cử huyện Quảng Trạch, thì số lượng đơn vị bầu cử cấp huyện là 7 đơn vị bầu cử để tiến hành bầu 32 đại biểu trên tổng số 52 ứng cử viên cấp huyện. Ở cấp xã có 135 đơn vị bầu cử để bầu 475 đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp xã. Toàn huyện có 135 khu vực bỏ phiếu, trong đó có 18 khu vực bỏ phiếu được đặt tại nhà dân. Sau hội nghị hiệp thương lần thứ 3, Ủy ban Bầu cử cấp huyện và cấp xã đã công bố danh sách ứng cử viên theo từng đơn vị bầu cử. Và đến nay, các địa phương đã niêm yết xong tiểu sử tóm tắt và danh sách trích ngang của các ứng cử viên đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp để cử tri theo dõi. Hiện các ứng cử viên
đã và đang tổ chức vận động bầu cử, đảm bảo tính công khai, dân chủ, khách quan, đúng pháp luật. Từ nay đến ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 14 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp, huyện Quảng Trạch sẽ tập trung để đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động cử tri tham gia bầu cử đầy đủ, đồng thời nắm chắc tình hình tư tưởng của nhân dân để tập trung chỉ đạo thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021. Phát biểu tại buổi giám sát, đồng chí Nguyễn Thị Thanh Hương, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, đánh giá cao công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp của Ủy ban Bầu cử huyện Quảng Trạch. Về nhiệm vụ trọng tâm từ nay cho đến ngày bầu cử, đồng chí Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh yêu cầu Ủy ban Bầu cử huyện Quảng Trạch cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nắm chắc tình hình tư tưởng của nhân dân, kịp thời giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo liên quan đến công tác bầu cử, làm tốt công tác đảm bảo để cho ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 14 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp trở thành ngày hội của toàn dân, thực sự là đợt sinh hoạt chính trị của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta. Tiếp đó, đồng chí Nguyễn Thị Thanh Hương, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh đã trực tiếp làm việc tại xã Quảng Lưu, xã Quảng Thạch, huyện Quảng Trạch và kiểm tra các khu vực bỏ phiếu, việc niêm yết tiểu sử tóm tắt và danh sách trích ngang của các ứng cử viên và các điều kiện đảm bảo khác cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021. Hòa chung trong không khí sôi nổi của cả nước hướng về ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 14 và bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp, những ngày này tỉnh Quảng Bình đang tích cực triển khai các hoạt động để ngày hội bầu cử diễn ra thành công tốt đẹp. Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 14 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 là sự kiện chính trị trọng đại diễn ra trong thời điểm toàn Đảng, toàn dân và toàn quân đang tập trung triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 12 và Hiến pháp năm 2013, các luật về tổ chức bộ máy nhà nước và nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp. Việc tổ chức tốt cuộc bầu cử sẽ nhằm tiếp tục xây dựng, củng cố và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân. Thực hiện các bước của cuộc bầu cử, đến thời điểm này, tỉnh Quảng Bình đã và đang tích cực triển khai các hội nghị tiếp xúc cử tri vận động bầu cử cho các ứng cử viên. Theo đó, tỉnh Quảng Bình có 10 ứng cử viên đại biểu Quốc hội để bầu 6 đại biểu, 83 ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh để bầu 50 đại biểu, có 465 ứng cử viên đại biểu Hội đồng Nhân dân huyện, 6.000 ứng cử viên đại biểu Hội đồng Nhân dân xã, phường, thị trấn. Toàn tỉnh có 1.137 khu vực bỏ phiếu. Tổng số cử tri trong độ tuổi đi bầu là hơn 648.000 người. Tỉnh Quảng Bình sẽ triển khai bầu cử sớm ở 13 khu vực bỏ phiếu vào ngày 20 tháng 5, trước 2 ngày so với ngày bầu cử chính thức. Tại thành phố Đồng Hới, ngày 9 tháng 5, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đồng Hới phối hợp với Thường trực Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân thành phố tổ chức cho các ứng cử viên đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố nhiệm kỳ 2016-2021 tiếp xúc cử tri, thực hiện quyền vận động bầu cử. Tại buổi tiếp xúc, các ứng cử viên đã trình bày trước cử tri về chương trình hành động của mình nếu được bầu làm đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố Đồng Hới nhiệm kỳ 2016-2021. Cử tri đánh giá cao chương trình hành động của các ứng cử viên, mong muốn các đại biểu nếu trúng cử sẽ thực sự là người đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân, đặc biệt là phải giữ mối liên hệ với cơ sở, nói phải đi đôi với làm, cùng với địa phương giữ vững và phát huy các tiêu chí về xây dựng nông thôn mới. Đại diện các ứng cử viên đã phát biểu cảm ơn những ý kiến đầy trách nhiệm của cử tri và hứa sẽ bổ sung vào chương trình hành động nếu được bầu làm đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố nhiệm kỳ 2016-2021. Thành phố Đồng Hới có 52 người ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố được phân bổ ở 7 đơn vị bầu cử để bầu ra 31 đại biểu. Theo kế hoạch, từ nay đến ngày 20 tháng 5, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố sẽ phối hợp tổ chức 19 điểm tiếp xúc cử tri với ứng cử viên đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố. Ngoài ra, còn có 2 điểm tiếp xúc cử tri với ứng cử viên đại biểu Quốc hội và 4 điểm tiếp xúc cử tri với ứng cử viên đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh. Ngày 9 tháng 5, Bộ Bí thư vị ứng cử viên đại biểu Hội đồng Nhân dân huyện Lệ Thủy khóa 20, nhiệm kỳ 2016-2021 của 8 đơn vị bầu cử trên địa bàn huyện đã tiến hành tiếp xúc cử tri vận động bầu cử tại các điểm Mai Thủy, Ngân Thủy, Mỹ Thủy, Phong Thủy, Thanh Thủy, Ngư Thủy Trung, Sơn Thủy và An Thủy. Cử tri được nghe chủ trì hội nghị giới thiệu và đọc tiểu sử tóm tắt từng ứng cử viên. Tiếp đó,
các ứng cử viên trình bày chương trình hành động nếu trúng cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện. Trong đó, tập trung vào các nội dung nhằm quyết tâm thực hiện thành công năm chương trình trọng điểm của huyện đã đề ra. Đồng thời, các ứng cử viên đã gắn vị trí trách nhiệm công tác với nhiệm vụ của người đại biểu dân cử, đồng thời trao đổi với cử tri những vấn đề cùng quan tâm. Như vậy, đến thời điểm này, huyện Lệ Thủy đã hoàn thành công tác tiếp xúc cử tri vận động bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện khóa 20, nhiệm kỳ 2016-2021. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Bố Trạch cũng vừa phối hợp với Ủy ban bầu cử huyện tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri với người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện nhiệm kỳ 2016-2021 tại đơn vị bầu cử số 5 gồm các xã Trung Trạch, Hoàn Trạch và thị trấn Hoàn Lão. Tại hội nghị, cử tri đã được nghe các ứng cử viên trình bày chương trình hành động nếu trúng cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Bố Trạch. Cử tri cũng đã chất vấn các ứng cử viên về một số vấn đề liên quan đến chương trình hành động và mong muốn các ứng cử viên, nếu được bầu làm đại biểu Hội đồng nhân dân huyện, sẽ phát huy tinh thần trách nhiệm, xứng đáng là người đại biểu dân cử. Theo kế hoạch, đến ngày 13 tháng 5, huyện Bố Trạch sẽ hoàn thành chương trình tiếp xúc cử tri với người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện nhiệm kỳ 2016-2021. Trong những ngày qua, các ứng cử viên đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Quảng Trạch cũng đã tiếp xúc cử tri để vận động bầu cử. Qua 3 vòng hiệp thương, huyện Quảng Trạch đã tổ chức sách 52 ứng cử viên đại biểu để bầu 32 đại biểu vào Hội đồng nhân dân huyện nhiệm kỳ 2016-2021. Theo quy định, những ngày qua, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Quảng Trạch đã tổ chức cho 52 ứng cử viên đại biểu Hội đồng nhân dân huyện tiếp xúc với cử tri tại 7 đơn vị bầu cử trên địa bàn huyện. Tại các điểm tiếp xúc, các ứng cử viên đại biểu đã trình bày chương trình hành động của mình nếu được bầu vào đại biểu Hội đồng nhân dân huyện nhiệm kỳ 2016-2021. Nội dung chương trình hành động của các ứng cử viên đã bám sát với tình hình thực tế của địa phương, chuyên môn nghiệp vụ từng ngành, từng lĩnh vực được phân công phụ trách. Đây là cơ sở để các ứng cử viên góp ý vào quá trình xây dựng nghị quyết của Hội đồng nhân dân huyện trên tất cả các lĩnh vực phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh. Các ứng cử viên hứa sẽ dành nhiều thời gian hơn để bám sát cơ sở, nắm bắt tâm tư nguyện vọng của cử tri, kịp thời phản ánh lên Hội đồng nhân dân huyện để có các chính sách giải quyết phù hợp. Cử tri huyện Quảng Trạch mong muốn sau khi trúng cử, các đại biểu cần phát huy hết tinh thần trách nhiệm trong quá trình thực hiện chương trình hành động của mình. Thưa quý vị và các bạn, cùng với cử tri các địa phương trong tỉnh, ngày 22 tháng 5 năm 2016, cử tri thị xã Ba Đồn sẽ bước vào ngày hội lớn, ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 14 và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021. Đến thời điểm này, công tác chuẩn bị cho ngày bầu cử đang được các cấp, các ngành ở thị xã Ba Đồn đẩy mạnh thực hiện. Sau hội nghị hiệp thương lần thứ 3, thị xã Ba Đồn đã chốt danh sách 57 người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân thị xã nhiệm kỳ 2016-2021. Những người ứng cử lần này đều có đủ phẩm chất, năng lực, trình độ để thực hiện tốt nhiệm vụ của người đại biểu nhân dân. Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho cử tri thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình, Ủy ban bầu cử thị xã đã thành lập 8 đơn vị bầu cử với 111 khu vực bỏ phiếu. Danh sách cử tri, danh sách những người ứng cử và quy định bầu cử cũng đã được niêm yết cụ thể rõ ràng. Chúng tôi mong rằng là lần này các đại biểu của Hội đồng dân các cấp và đại biểu Quốc hội là những người xứng đáng, có phẩm chất đạo đức, tư cách, có năng lực và là những người dân dân biết lắng nghe ý kiến của nhân dân để là xây dựng đất nước càng ngày càng giàu đẹp, vững mạnh hơn. Để mọi tầng lớp nhân dân nhận thức được tầm quan trọng của công tác bầu cử, đồng thời nâng cao ý thức trách nhiệm của công dân trong việc tham gia xây dựng nhà nước, Ủy ban bầu cử thị xã đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tổ chức tập huấn, phổ biến luật bầu cử, các văn bản hướng dẫn của cấp trên về công tác bầu cử cho chủ tịch, phó chủ tịch mặt trận các xã, phường và trưởng ban công tác mặt trận của 114 khu dân cư trên địa bàn. Bên cạnh đó, ban tuyên giáo thị ủy, đài truyền thanh truyền hình thị xã và các đài truyền thanh cơ sở cũng đã tăng cường công tác tuyên truyền về luật bầu cử, đồng thời mở chuyên mục, tăng thời lượng phát sóng các nội dung tuyên truyền về ngày hội bầu cử. Qua đó nhằm giúp cử tri hiểu được những quy định về bầu cử để thực hiện đúng quyền và nghĩa vụ của mình. Vào ngày 26 tháng 4 năm 2016, Ủy ban bầu cử thị xã đã lập và công bố danh sách chính thức của 57 vị ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân thị xã tại 8 đơn vị bầu cử trên địa bàn thị xã theo đúng quy định của pháp luật. Ủy ban bầu cử thị xã đã chỉ đạo các thành viên ủy ban bầu cử phụ trách các đơn vị xã phường và đã thành lập
3 đoàn kiểm tra đến tại các khu vực bỏ phiếu, ủy ban nhân dân, trụ sở ủy ban nhân dân các xã phường để kiểm tra việc nghiêm yết danh sách cử tri, danh sách ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu hội đồng nhân dân cấp. Thì qua kiểm tra thì tại 111 điểm bầu cử trên 10 toàn thị xã và 16 xã phường thì việc niêm yết danh sách cử tri và danh sách ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu hội đồng nhân dân cấp được thực hiện theo đúng quy định pháp luật, đảm bảo thời gian nghiêm túc. Với sự chuẩn bị chu đáo, tích cực cùng sự vào cuộc mạnh mẽ của cả hệ thống chính trị và nhân dân, công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 14 và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 ở thị xã Ba Đồn đang được thực hiện đúng tiến độ, đúng quy trình. Tin tưởng rằng nhân dân thị xã Ba Đồn sẽ thực hiện đầy đủ quyền làm chủ của mình thông qua lá phiếu để lựa chọn và bầu ra những đại biểu xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân. Hiện nay, huyện Quảng Ninh cũng đang tích cực chuẩn bị mọi điều kiện để cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 14 và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 diễn ra thành công tốt đẹp, ghi nhận của nhóm phóng viên thời sự vừa thực hiện. Sau hội nghị hiệp thương lần thứ 3, huyện Quảng Ninh đã lập danh sách chính thức 54 người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện nhiệm kỳ 2016-2021. Trong đó, đại biểu nữ có 22 người, chiếm tỷ lệ 42%. Đại biểu là người dân tộc thiểu số có 3 người, chiếm tỷ lệ 5,5%. Đại biểu dưới 35 tuổi có 16 người, chiếm tỷ lệ gần 30%. Đại biểu tái cử có 11 người, chiếm tỷ lệ 20,4%. Đại biểu là người ngoài đảng, chiếm tỷ lệ trên 9,2%. Huyện Quảng Ninh cũng đã hoàn thành việc niêm yết danh sách trích ngang và tiểu sử tóm tắt của các ứng cử viên trước ngày 2 tháng 5 và tiến hành phát phiếu bầu cử cho các xã, thị trấn. Công tác này được hoàn thành trong ngày 9 tháng 5. Với tinh thần công khai, minh bạch và dân chủ, cử tri của huyện Quảng Ninh đều nhận thức được về ý nghĩa và tầm quan trọng của cuộc bầu cử lần này. Là một cử tri thì chúng tôi là rất là phấn khởi. Sắp tới sẽ là nhà nước sẽ tổ chức bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp. Thì cử tri chúng tôi thì mong muốn thì cuộc bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân lần này sẽ là chắc chắn sẽ thành công tốt đẹp. Toàn dân mong muốn là bầu phải chọn lựa những người có đức, có tài, có nhiệt tình về công việc và sát với dân để đưa đời sống dân mỗi ngày một đi lên. Để triển khai các bước chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021, trong thời gian qua, Ủy ban bầu cử huyện Quảng Ninh đã có kế hoạch chỉ đạo cụ thể việc chuẩn bị các điều kiện cần thiết để tổ chức thắng lợi cuộc bầu cử, đảm bảo tính công khai, minh bạch, đúng pháp luật, đúng thời gian và đảm bảo chất lượng. Công tác tuyên truyền cũng đã được địa phương triển khai đồng loạt bằng nhiều hoạt động như tổ chức tập huấn, tuyên truyền về luật bầu cử, in ấn tài liệu phục vụ cho cuộc bầu cử, tiến hành treo hệ thống băng rôn khẩu hiệu cờ Tổ quốc. Bên cạnh đó, công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn bầu cử cũng được địa phương chủ trọng thực hiện. Từ nay cho đến ngày bầu cử thì chúng tôi sẽ tăng cường công tác tuyên truyền, phấn đấu để tất cả người dân đều hiểu được và có 100% cử tri tham gia bầu cử. Rồi là tiếp tục kiểm tra việc niêm yết danh sách cử tri, niêm yết danh sách tiểu sử của ứng cử viên. Rồi là tổ chức tốt cái việc để ứng cử viên tiếp xúc với cử tri trước khi bầu cử. Đặc biệt là chỉ đạo các khu vực bầu cử chuẩn bị cái điểm bỏ phiếu trang trọng đúng theo quy định, rồi là chuẩn bị cơ sở vật chất, hòm phiếu cũng như những nội dung khác để tổ chức tốt cái ngày bầu cử. Phấn đấu trên bàn huyện Quảng Ninh thì cuộc bầu cử sẽ diễn ra đúng luật, dân chủ và thành công tốt đẹp. Ngoài hai khu vực bỏ phiếu ở xã Trường Sơn sẽ được Ủy ban bầu cử huyện Quảng Ninh tổ chức bầu cử sớm vào ngày 20 tháng 5. Ngày 22 tháng 5 tới đây, hơn 67.500 cử tri của huyện Quảng Ninh sẽ nô nức tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 14 và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 tại 116 khu vực bỏ phiếu trên địa bàn huyện. Tin tưởng rằng cuộc bầu cử trên địa bàn huyện Quảng Ninh sẽ được tiến hành một cách dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm và thực sự là ngày hội lớn của toàn dân. Sau đây mời quý vị và các bạn
tiếp tục theo dõi danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Bình khóa 17, nhiệm kỳ 2016-2021, đơn vị bầu cử số 8, gồm 15 xã thị trấn, xã Phủ Trạch, xã Hải Trạch, Đức Trạch, Đồng Trạch, Sơn Lộc, Tây Trạch, Hòa Trạch, Nam Trạch, Trung Trạch, Hoàn Trạch, Đại Trạch, Nhân Trạch, Lý Trạch, thị trấn Nông Trường Việt Trung, thị trấn Huân Lãng thuộc huyện Bố Trạch. 1. Họ và tên: Nguyễn Thị Thủy Hằng, sinh ngày 5 tháng 9 năm 1977, giới tính nữ, quê quán xã Liêm Cần, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam, dân tộc Kinh, tôn giáo Không, nơi ở hiện nay, thôn Đức Giang, xã Đức Ninh, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình, nghề nghiệp chức vụ viên chức Phó trưởng phòng hành chính tổng hợp Trung tâm du lịch Phong Nha Kẻ Bàng, nơi làm việc Ban quản lý vườn quốc gia Phong Nha Kẻ Bàng, ngày vào Đảng 19 tháng 5 năm 2000, giáo dục phổ thông 12/12, chuyên môn nghiệp vụ Đại học ngành Nga Anh, Đại học Tài chính Ngân hàng, Lý luận chính trị trung cấp, ngoại ngữ Đại học Nga Anh. 2. Phan Thị Thanh Huyền, sinh ngày 18 tháng 5 năm 1973, giới tính nữ, quê quán xã Châu Hòa, huyện Tuyên Hòa, tỉnh Quảng Bình, dân tộc Kinh, tôn giáo Không, nơi ở hiện nay tổ dân phố 4, phường Bắc Lý, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình, nghề nghiệp chức vụ công chức Phó Ban Tổ chức Kiểm tra Hội Nông dân tỉnh, nơi làm việc Hội Nông dân tỉnh Quảng Bình, ngày vào Đảng 25 tháng 10 năm 2001, giáo dục phổ thông 12/12, chuyên môn nghiệp vụ Đại học Kỹ sư Nông học, lý luận chính trị cao cấp, ngoại ngữ tiếng Anh trình độ B, là đại biểu Hội đồng Nhân dân huyện Tuyên Hóa, nhiệm kỳ 2011-2016. 3. Phan Văn Mạc, sinh ngày 19 tháng 5 năm 1963, giới tính nam, quê quán xã Đồng Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, dân tộc Kinh, tôn giáo Không, nơi ở hiện nay thôn 4, xã Đồng Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, nghề nghiệp chức vụ cán bộ Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã, nơi làm việc Ủy ban Nhân dân xã Đồng Trạch, huyện Bố Trạch, ngày vào Đảng 31 tháng 3 năm 1983, giáo dục phổ thông 12/12 hệ bổ túc, chuyên môn nghiệp vụ trung cấp quản lý hành chính nhà nước, lý luận chính trị trung cấp, là đại biểu Hội đồng Nhân dân huyện Bố Trạch nhiệm kỳ 2011-2016, xã Đồng Trạch nhiệm kỳ 1989-1994, 1994-1999, 1999-2004, 2004-2011, 2011-2016. 4. Hoàng Đăng Quang, sinh ngày 15 tháng 8 năm 1961, giới tính nam, quê quán xã Quảng Minh, thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình, dân tộc Kinh, tôn giáo Không, nơi ở hiện nay tổ dân phố 9, phường Đông Phú, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình, nghề nghiệp chức vụ cán bộ Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh khóa 13, nơi làm việc Tỉnh ủy Quảng Bình, ngày vào Đảng 9 tháng 6 năm 1992, giáo dục phổ thông 10/10, chuyên môn nghiệp vụ Đại học Toán, Đại học Quản trị Kinh doanh, học hàm học vị thạc sĩ chuyên ngành toán học, lý luận chính trị cử nhân, ngoại ngữ tiếng Anh trình độ C, là đại biểu Quốc hội khóa 13, đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 1999-2004, 2011-2016. 5. Phạm Thái Quý, sinh ngày 26 tháng 1 năm 1974, giới tính nam, quê quán xã Phong Hòa, huyện Tuyên Hòa, tỉnh Quảng Bình, dân tộc Kinh, tôn giáo Không, nơi ở hiện nay tổ dân phố Diêm Trung, phường Đức Ninh Đông, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình, nghề nghiệp chức vụ công chức Trưởng phòng Pháp chế, nơi làm việc Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân tỉnh, ngày vào Đảng 19 tháng 2 năm 2003, giáo dục phổ thông 12/12, chuyên môn nghiệp vụ Đại học Luật, học hàm học vị thạc sĩ luật học, ngoại ngữ tiếng Anh trình độ B1. 6. Họ và tên: Nguyễn Trường Sơn, sinh ngày 17 tháng 8 năm 1963, giới tính nam, quê quán xã Đại Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, dân tộc Kinh, tôn giáo Không, nơi ở hiện nay thôn Phúc Tử Đông, xã Đại Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, nghề nghiệp chức vụ Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội, nơi làm việc Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Bình, ngày vào Đảng 1 tháng 10 năm 1982, giáo dục phổ thông 10/10 hệ phổ thông, chuyên môn nghiệp vụ Đại học chuyên ngành Luật, lý luận chính trị cử nhân, ngoại ngữ tiếng Anh trình độ B. 7. Hoàng Thị Thủy, sinh ngày 25 tháng 12 năm 1973, giới tính nữ, quê quán xã Hải Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, dân tộc Kinh, tôn giáo Không, nơi ở hiện nay thôn Nội Hoa, xã Hải Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, nghề nghiệp chức vụ giáo viên, nơi làm việc trường tiểu học Hải Trạch, giáo dục phổ thông 12/12, chuyên môn nghiệp vụ Đại học Sư phạm Tiểu học, ngoại ngữ tiếng Anh trình độ B.
8. Lê Công Toàn, sinh ngày 15 tháng 2 năm 1971. Địa tỉnh Nam, quê quán xã Liên Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình, dân tộc Kinh, tôn giáo Không, nơi ở hiện nay, tổ dân phố 15, phường Bắc Lý, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình. Nghề nghiệp chức vụ cán bộ, bí thư đảng đoàn, chủ tịch Hội nông dân tỉnh. Nơi làm việc, Hội nông dân tỉnh Quảng Bình. Ngày vào Đảng, 20 tháng 11 năm 1997, giáo trung phổ thông 12/12. Chuyên môn nghiệp vụ, Đại học chuyên ngành lịch sử, Đại học chuyên ngành xây dựng đảng chính quyền nhà nước, học hàm học vị, thạc sĩ xây dựng đảng, lý luận chính trị, cao cấp, ngoại ngữ, tiếng Anh, trình độ C. Tổng số người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh trong danh sách này là 8 người. Số đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh được bầu tại đơn vị bầu cử số 8 là 5 đại biểu. Sau đây là danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Bình khóa 17, nhiệm kỳ 2016-2021, đơn vị bầu cử số 9, gồm 8 xã phường: phường Bắc Lý, phường Đồng Phú, phường Hải Thanh, phường Đồng Mỹ, phường Hải Đình, xã Quang Phú, xã Lộc Ninh, xã Bảo Ninh thuộc thành phố Đồng Hới. 1. Họ và tên: Nguyễn Việt Hải, sinh ngày 12 tháng 10 năm 1966, giới tính nam, quê quán xã Trung Sơn, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị, dân tộc Kinh, tôn giáo Không, nơi ở hiện nay, tổ dân phố 10, phường Nam Lý, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình, nghề nghiệp chức vụ doanh nhân, tổng giám đốc, nơi làm việc công ty trách nhiệm hữu hạn tập đoàn Sơn Hải. Giáo trung phổ thông 12/12, chuyên môn nghiệp vụ, Đại học Kinh tế, ngành quản trị kinh doanh. 2. Nguyễn Công Huấn, sinh ngày 28 tháng 6 năm 1967, giới tính nam, quê quán phường Bắc Lý, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình, dân tộc Kinh, tôn giáo Không, nơi ở hiện nay, tổ dân phố 11, phường Bắc Lý, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình, nghề nghiệp chức vụ cán bộ, ủy viên ban thường vụ tỉnh ủy, trưởng ban dân vận tỉnh ủy, nơi làm việc ban dân vận tỉnh ủy Quảng Bình. Ngày vào Đảng, 13 tháng 5 năm 1997, giáo trung phổ thông 12/12, chuyên môn nghiệp vụ, đại học chuyên ngành trồng trọt, học hàm học vị, thạc sĩ nông nghiệp, lý luận chính trị cử nhân, ngoại ngữ, tiếng Anh, trình độ C. 3. Nguyễn Quang Hưng, sinh ngày 10 tháng 9 năm 1978, giới tính nam, quê quán xã Xuân Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình, dân tộc Kinh, tôn giáo Không, nơi hiện nay, tổ dân phố 6, phường Bắc Lý, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình, nghề nghiệp chức vụ phó giám đốc trung tâm công viên cây xanh thành phố, nơi làm việc trung tâm công viên cây xanh thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình. Ngày vào Đảng 29 tháng 9 năm 2006, giáo trung phổ thông 12/12, chuyên môn nghiệp vụ, đại học chuyên ngành quản lý xã hội, lý luận chính trị cao cấp, ngoại ngữ, tiếng Anh, trình độ B. 4. Nguyễn Cảnh Lương, sinh ngày 22 tháng 9 năm 1979, giới tính nam, quê quán xã Phong An, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế, dân tộc Kinh, tôn giáo Không, nơi ở hiện nay tổ dân phố 7, phường Bắc Lý, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình. Nghề nghiệp chức vụ nhân viên, nơi làm việc công ty trách nhiệm hữu hạn tập đoàn Sơn Hải. Giáo trung phổ thông 12/12, chuyên môn nghiệp vụ, đại học chuyên ngành kinh tế, nông nghiệp và phát triển nông thôn. 5. Nguyễn Thị Nhung, sinh ngày 25 tháng 6 năm 1989, giới tính nữ, quê quán xã Mỹ Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình, dân tộc Kinh, tôn giáo Không, nơi ở hiện nay tổ dân phố 12, phường Bắc Lý, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình. Nghề nghiệp chức vụ công nhân môi trường, tổ trưởng tổ sản xuất đội môi trường 2, nơi làm việc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên môi trường và phát triển đô thị Quảng Bình. Giáo trung phổ thông 12/12. 6. Hoàng Văn Tâm, sinh ngày 25 tháng 10 năm 1961, giới tính nam, quê quán phường Hải Thanh, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình, dân tộc Kinh, tôn giáo Không, nơi ở hiện nay tổ dân phố 9, phường Đồng Phú, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình. Nghề nghiệp chức vụ cán bộ, phó bí thư thường trực thành ủy, chủ tịch hội đồng nhân dân thành phố. Nơi làm việc thành ủy Đồng Hới. Ngày vào Đảng 27 tháng 6 năm 1985. Giáo trung phổ thông 10/10, chuyên môn nghiệp vụ, đại học ngành luật, lý luận chính trị cao cấp, ngoại ngữ, tiếng Anh, trình độ B. Là đại biểu hội đồng nhân dân thành phố Đồng Hới nhiệm kỳ 1994-2004, 2004-2011, 2011-2016. 7. Nguyễn Văn Thảo, hòa thượng Thích Tài Nhiếp, sinh ngày 12 tháng 10 năm 1952, giới tính nam, quê quán xã Triều Phước, huyện Triều Phong, tỉnh Quảng Trị, dân tộc Kinh, tôn giáo Phật giáo, nơi ở hiện nay chùa Đại Giác, phường Đức Ninh Đông, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình. Nghề nghiệp chức vụ tu sĩ Phật giáo, ủy viên Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, trưởng ban trị sự Phật giáo Quảng Bình. Nơi làm việc chùa Đại Giác, phường Đức Ninh Đông, thành phố Đồng Hới. Giáo trung phổ thông 10/10, chuyên môn nghiệp vụ, đại học Phật giáo.
là đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2011-2016. Tổng số người ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh trong danh sách này là 7 người. Số đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh được bầu tại đơn vị bầu cử số 9 là 4 đại biểu. Tiếp theo, mời quý vị và các bạn theo dõi danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Bình khóa 17, nhiệm kỳ 2016-2021, đơn vị bầu cử số 10, gồm 8 xã phường, phường Nam Lý, phường Đồng Sơn, phường Bắc Nghĩa, phường Đức Ninh Đông, phường Phủ Hải, xã Nghĩa Ninh, xã Đức Ninh, xã Thuận Đức thuộc thành phố Đồng Hới. 1. Nguyễn Lương Bình, sinh ngày 19 tháng 10 năm 1969, giới tính nam, quê quán xã Xuân Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình, dân tộc Kinh tôn giáo không, nơi ở hiện nay tổ dân phố 4, phường Nam Lý, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình, nghề nghiệp chức vụ cán bộ tỉnh ủy viên ban chấp hành tổng liên đoàn, chủ tịch liên đoàn lao động tỉnh, nơi làm việc liên đoàn lao động tỉnh Quảng Bình, ngày vào đảng, mùng 10 tháng 4 năm 1988, giáo trung phổ thông 12/12, chuyên môn nghiệp vụ đại học luật, học hàm học vị, thạc sĩ kinh tế, lý luận chính trị cao cấp, ngoại ngữ tiếng Anh trình độ C. 2. Nguyễn Thị Trung, sinh ngày 4 tháng 4 năm 1986, giới tính nữ, quê quán xã Tân Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình, dân tộc Kinh tôn giáo không, nơi ở hiện nay tổ dân phố Phủ Thường, phường Phủ Hải, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình, nghề nghiệp chức vụ tiểu thương, nơi làm việc chợ Đồng Hới, giáo trung phổ thông 12/12 hệ bổ túc, chuyên môn nghiệp vụ trung cấp diễn viên múa hệ 4 năm. 3. Phan Thị Kiều, sinh ngày 20 tháng 2 năm 1988, giới tính nữ, quê quán xã Duyên Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình, dân tộc Kinh tôn giáo không, nơi ở hiện nay tổ dân phố 8, phường Nam Lý, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình, nghề nghiệp chức vụ tiểu thương, nơi làm việc chợ Đồng Hới, giáo dục phổ thông 12/12, chuyên môn nghiệp vụ trung cấp kinh tế, ngoại ngữ tiếng Anh trình độ B. 4. Từ Ngọc Thịnh, sinh ngày 30 tháng 7 năm 1978, giới tính nam, quê quán xã Tân Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình, dân tộc Kinh tôn giáo không, nơi ở hiện nay tổ dân phố 13, phường Nam Lý, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình, nghề nghiệp chức vụ công chức phó chánh văn phòng liên đoàn lao động tỉnh, nơi làm việc liên đoàn lao động tỉnh Quảng Bình, ngày vào đảng 12 tháng 3 năm 2008, giáo dục phổ thông 12/12, chuyên môn nghiệp vụ đại học ngành sinh học, đại học ngành tiếng Anh, lý luận chính trị cao cấp, ngoại ngữ đại học tiếng Anh. 5. Trần Công Thuật, sinh ngày 27 tháng 6 năm 1961, giới tính nam, quê quán xã An Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình, dân tộc Kinh tôn giáo không, nơi hiện nay tổ dân phố 11, phường Nam Lý, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình, nghề nghiệp chức vụ cán bộ phó bí thư thường trực tỉnh ủy, nơi làm việc tỉnh ủy Quảng Bình, ngày vào đảng mùng 1 tháng 12 năm 1986, giáo dục phổ thông 10/10, chuyên môn nghiệp vụ đại học sư phạm sinh, học hàm học vị thạc sĩ quản trị kinh doanh, lý luận chính trị cử nhân, ngoại ngữ tiếng Anh trình độ B, là đại biểu Quốc hội khóa 11, đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 1999-2004, 2004-2011. Tổng số người ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh trong danh sách này là 5 người. Số đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh được bầu tại đơn vị bầu cử số 10 là 3 đại biểu. Chương trình thời sự tối nay sẽ được tiếp nối với một số thông tin trên các lĩnh vực đảng quan tâm khác. Lễ đón hai cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh ở nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào. Quảng Bình tích cực phòng trừ sâu bệnh trên cây trồng vụ đông xuân. Thưa quý vị và các bạn, hôm nay ngày 9 tháng 5, tại cửa khẩu quốc tế Gia Lo, Ban công tác đặc biệt tỉnh Quảng Bình đã tổ chức lễ đón hai cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh ở nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào. Tham dự buổi lễ có đồng chí Sổm Chay Phệt Si Muôn, Phó Chủ tịch trưởng Ban công tác đặc biệt tỉnh Khăm Muộn, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, các thành viên trong đoàn, Ban công tác đặc biệt và Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Khăm Muộn. Về phía tỉnh Quảng Bình có đồng chí Trần Tiến Dũng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, trưởng Ban công tác đặc biệt tỉnh, đồng chí Thượng tá Nguyễn Văn Man, Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy quân sự tỉnh và các đồng chí trong Ban công tác đặc biệt và Bộ chỉ huy quân sự tỉnh, đại diện lãnh đạo huyện Minh Hóa, các đơn vị biên phòng, công an, hải quan cửa khẩu quốc tế Cha Lo. Thực hiện văn bản ký kết giữa Ban công tác đặc biệt hai tỉnh Quảng Bình Khăm Muộn về việc tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào mùa khô 2015-2016. Sau hơn 6 tháng tích cực triển khai công tác tìm kiếm quy tập, đội 589 Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Bình đã phát hiện, cất bốc, quy tập được 35 hài cốt liệt sĩ trên địa bàn tỉnh Khăm Muộn. Qua quá trình thực hiện nhiệm vụ, đội 589 Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Bình luôn nhận được sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo, giúp đỡ của cấp ủy, chính quyền,
lực lượng vũ trang và nhân dân các bộ tộc Lào anh em. Lễ đón 35 hài cốt liệt sĩ tại cửa khẩu quốc tế Cha Lo được tổ chức trang trọng. Các đồng chí lãnh đạo hai tỉnh Quảng Bình khá muộn, cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang và người dân địa phương đã dâng hương thành kính tri ân các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, vì nghĩa vụ quốc tế cao cả. Kết thúc buổi lễ, 35 hài cốt liệt sĩ được di chuyển về thành phố Đồng Hới. Theo kế hoạch, ngày 11 tháng 5, tỉnh ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Bình sẽ tổ chức lễ bàn giao và an táng hài cốt liệt sĩ tại nghĩa trang Ba Giấc, huyện Bố Trạch. Sau hơn 5 năm triển khai thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, đến nay xã Thanh Thủy, huyện Lệ Thủy đã hoàn thành 16 trên 19 tiêu chí. Địa phương đang tích cực huy động sức dân để phấn đấu về đích nông thôn mới trong năm 2017. Với phương châm nhà nước và nhân dân cùng làm, xã Thanh Thủy, huyện Lệ Thủy đã vận động nhân dân tích cực hưởng ứng, tạo sự đồng tình nhất trí cao trong việc giải phóng mặt bằng, đóng góp tiền của công sức để xây dựng nông thôn mới. Trong đợt này, xã Thanh Thủy đã thi công trên 1.000 mét đường giao thông nông thôn với tổng vốn đầu tư hơn 600 triệu đồng, trong đó nhà nước hỗ trợ 50%, còn 50% nhân dân tự nguyện đóng góp. Tuyến đường được hoàn thành và đưa vào sử dụng sẽ đáp ứng nhu cầu giao thông đi lại của các tầng lớp nhân dân trên địa bàn, đồng thời tích cực đóng góp vào việc hoàn thành các tiêu chí nông thôn mới của xã Thanh Thủy. Hiện nay một số cây trồng vụ đông xuân đang tiếp tục sinh trưởng và phát triển tốt. Các diện tích lúa trà sớm đã bắt đầu cho thu hoạch, trà chín vụ trong giai đoạn trổ, chín sữa, trà mùn ôm đồng. Tuy nhiên, tình trạng sâu bệnh, nhất là rầy nâu, rầy lưng trắng vẫn tiếp tục gây hại đối với lúa đông xuân. Hiện nay, diện tích lúa bị nhiễm rầy nâu, rầy lưng trắng của các địa phương trên địa bàn tỉnh Quảng Bình là 1.301 ha, tập trung chủ yếu tại các huyện Quảng Ninh, Lệ Thủy, Quảng Trạch, Tuyên Hóa, với mật độ phổ biến 1.000 đến 1.500 con một mét vuông, nơi cao từ 7.000 đến 10.000 con một mét vuông. Nhiều diện tích đã bị rầy gây hại dẫn đến cháy chom. Ngoài ra, các loài bệnh khô vằn, đào ôn cổ bông, đào ôn lá, bạc lá cũng xuất hiện rải rác tại một số diện tích trên cây trồng. Để đảm bảo cho diện tích lúa đông xuân và hoa màu đông xuân sinh trưởng phát triển tốt, ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn Quảng Bình đã tích cực hướng dẫn các địa phương, bà con nông dân các biện pháp phòng trừ sâu bệnh, tăng cường kiểm tra đồng ruộng, nắm bắt tình hình sâu bệnh để kịp thời xử lý. Riêng đối với dịch rầy nâu, rầy lưng trắng đang bùng phát trên diện rộng, các địa phương cũng đã khẩn trương khoanh vùng, diệt trừ, hạn chế lây lan, tiến hành phun thuộc bảo vệ thực vật không để rầy nâu, rầy lưng trắng ảnh hưởng đến năng suất, chất lượng lúa đông xuân. Thưa quý vị và các bạn, hiện nay bà con nông dân ở các xã vùng Gò Đồi, huyện Bố Trạch đang bước vào vụ thu hoạch dưa hấu. Đây là vụ sản xuất thắng lợi bởi năng suất, sản lượng dưa đều vượt so với cùng kỳ, thị trường đầu ra tương đối ổn định. Vụ đông xuân năm nay, diện tích trồng dưa hấu của huyện Bố Trạch đạt 769,8 ha, bằng 106,9% so với cùng kỳ. Đầu năm, mặc dù thời tiết không mấy thuận lợi, song với sự chỉ đạo quyết liệt của cấp ủy Đảng, chính quyền các địa phương trong huyện, sự hướng dẫn của các cơ quan chuyên môn trong việc phòng trừ sâu bệnh và sự chủ động được nguồn nước tưới của các hộ dân trồng dưa, nên cây dưa hấu phát triển tốt với năng suất ước đạt 152 tạ trên 1 ha. Sản lượng dưa ước đạt gần 12.000 tấn, bằng 108,3% so với cùng kỳ. Bà con vẫn là phấn khởi, nếu như được cái giá cỡ 50 trở lên thì bà con này cũng là tích cực vượt xiên làm dưa, bởi vì cây đem lại cái lợi kinh tế cao. Năm nay, giá tiêu thụ dưa hấu được đánh giá là cao nhất từ trước đến nay, với mức thu mua trung bình từ 5.000 đến 7.000 đồng 1 kg, có thời điểm đạt 7.500 đồng 1 kg. Trong khi đó, giá dưa hấu năm ngoái và các năm trước chỉ dao động ở mức 3.500 đến 4.000 đồng 1 kg. Với mức giá tiêu thụ như năm nay, bà con nông dân trồng dưa của huyện Bố Trạch đã có nguồn thu nhập khá. Năm nay đầu mùa thời tiết không thuận lợi, nhưng mà với sự cố gắng của bà con xã viên và sự chỉ đạo của các ngành các cấp, cho nên diện tích dưa năm nay là đã làm được là 770 ha. Và sản lượng cũng là đạt cao hơn năm trước. Như vậy là với cái sản lượng đó và cái giá cả này thì bà con nông dân là hết sức phấn khởi. Và mọi cái việc thu mua của thương lái đều diễn ra một cách thuận lợi, tiêu thụ hết các cái sản phẩm cho bà con. Cây dưa hấu từ lâu được xem là cây trồng truyền thống của vùng Gò Đồi, huyện Bố Trạch. Cùng với sắn, cao su thì dưa hấu cũng là loài cây trồng góp phần xóa đói giảm nghèo cho bà con nông dân. Bằng nhiều hình thức chuyên canh, trồng xen, cây dưa hấu đã thực sự phát huy được hiệu quả kinh tế, cải thiện đời sống cho người dân vùng phía Tây huyện Bố Trạch.
cùng với chủ trương đa dạng hóa các loài cây trồng trong sản xuất, huyện Bố Trạch vẫn khuyến khích bà con nông dân duy trì và phát triển các diện tích dưa hấu, tăng cường việc trồng sen nhằm nâng cao thu nhập trên cùng một đơn vị diện tích. Chiều nay ngày 9 tháng 5, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Quảng Bình đã tổ chức cuộc họp triển khai chính sách hỗ trợ ngư dân, doanh nghiệp khắc phục hậu quả do thủy hải sản chết bất thường tại các tỉnh miền Trung, trong đó có Quảng Bình. Tại cuộc họp, Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Quảng Bình đã thông báo nội dung công văn số 3178 của Tổng đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về hỗ trợ ngư dân, doanh nghiệp khắc phục hậu quả do thủy hải sản chết bất thường ở miền Trung. Theo đó, các tổ chức tín dụng tỉnh Quảng Bình sẽ chủ động rà soát các khoản nợ vay của người dân, doanh nghiệp bị thiệt hại, kịp thời thực hiện các biện pháp tháo gỡ khó khăn, cơ cấu lại thời hạn trả nợ, xem xét miễn giảm lãi vay. Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Quảng Bình cũng đã ký quyết định thành lập tổ công tác thường trực gồm lãnh đạo các tổ chức tín dụng trên địa bàn để triển khai các biện pháp hỗ trợ và phương án khoanh nợ, giãn nợ, miễn giảm lãi cho vay mới để giúp ngư dân khắc phục khó khăn, tiếp tục sản xuất, ổn định cuộc sống. Đồng thời nghiên cứu phương án hỗ trợ ngư dân khi có nhu cầu chuyển đổi sang nghề mới. Tại cuộc họp, các ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh Quảng Bình cũng đã nêu rõ các chính sách hỗ trợ của ngân hàng. Tại cuộc họp, các ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh Quảng Bình cũng nêu rõ các chính sách hỗ trợ của ngân hàng mình đối với ngư dân, doanh nghiệp trên địa bàn. Như vậy, trong thời gian sớm nhất, ngư dân, doanh nghiệp bị thiệt hại do tình trạng thủy hải sản chết bất thường sẽ được các ngân hàng thương mại trên địa bàn có chính sách hỗ trợ giảm miễn lãi để khắc phục khó khăn, ổn định sản xuất. Nằm trong chuỗi các hoạt động của chương trình đồng hành cùng ngư dân ven biển, chiều ngày 9 tháng 5, tỉnh đoàn Quảng Bình đã đến thăm và tặng quà cho bà con nhân dân xã Hải Ninh, huyện Quảng Ninh là địa phương bị ảnh hưởng do cá biển chết trong thời gian qua. Tại nơi đến thăm, đại diện lãnh đạo tỉnh đoàn Quảng Bình đã tặng 666 xuất quà với tổng trị giá 200 triệu đồng cho nhân dân xã Hải Ninh, huyện Quảng Ninh, địa phương bị ảnh hưởng nặng nề do hiện tượng cá biển chết bất thường trong thời gian qua. Đây là những phần quà có ý nghĩa thiết thực nhằm hỗ trợ kịp thời nhân dân vùng ven biển vượt qua khó khăn, ổn định đời sống. Được biết, trong chuỗi các hoạt động của chương trình đồng hành cùng ngư dân ven biển, cùng với hoạt động thăm tặng quà cho nhân dân vùng bị ảnh hưởng, tỉnh đoàn Quảng Bình đã kêu gọi và huy động lực lượng thường xuyên làm vệ sinh bãi biển, góp phần bảo vệ môi trường. Sáng nay ngày 9 tháng 5, Chi cục Kiểm lâm Quảng Bình phối hợp với Trường Đại học Lâm nghiệp tổ chức hội nghị tập huấn kỹ thuật kiểm kê rừng. Tham gia lớp tập huấn có 60 học viên là cán bộ kỹ thuật thuộc tổ công tác kiểm kê rừng, các đơn vị chủ rừng và đơn vị tư vấn thực hiện kiểm kê rừng ở địa phương. Trong thời gian 3 ngày, từ ngày 9 tháng 5 đến ngày 11 tháng 5, các học viên sẽ được nghe giới thiệu dự án điều tra kiểm kê rừng, hệ thống phân loại trạng thái rừng và đất lâm nghiệp, hướng dẫn sử dụng một số thiết bị điều tra rừng, hiệu chỉnh ranh giới và mô tả đặc điểm các lô rừng và đất chưa có rừng. Tham gia lớp tập huấn, các học viên còn được tổ chức thực hành kiểm kê rừng nhằm giải quyết những tồn tại vướng mắc có thể gặp phải trong quá trình tổ chức kiểm kê rừng. Thực hiện đề án củng cố kiện toàn và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong công tác phổ biến giáo dục pháp luật, đáp ứng yêu cầu đổi mới phát triển đất nước. Ngày 9 tháng 5, Sở Tư pháp phối hợp với Sở Giáo dục Đào tạo Quảng Bình tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức pháp luật và tập huấn nghiệp vụ phổ biến giáo dục pháp luật cho giáo viên dạy môn giáo dục công dân và giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh. Từ ngày 9 đến ngày 12 tháng 5, Sở Tư pháp, cơ quan chủ trì đề án và Sở Giáo dục Đào tạo Quảng Bình sẽ tổ chức bồi dưỡng kiến thức pháp luật và tập huấn nghiệp vụ phổ biến giáo dục pháp luật cho các giáo viên. Tham gia lớp bồi dưỡng, các học viên được tìm hiểu các bộ luật hình sự, dân sự, luật tố tụng hành chính, luật hôn nhân và gia đình, luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Thông qua lớp học, các học viên được trang bị thêm những kiến thức pháp luật mới liên quan trực tiếp đến nhiệm vụ chuyên môn, cũng như được tập huấn những kỹ năng nghiệp vụ phục vụ công tác. Chương trình thời sự tối nay của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Bình xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Ngay sau đây là những thông tin thời tiết và bản tin thể thao. Dự báo thời tiết Quảng Bình đêm 9 ngày 10 tháng 5 năm 2016, khu vực miền núi mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, chiều tối mai có mưa rào và dông vài nơi. Trong cơn dông đề phòng có tổ lốc và gió giật mạnh, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 39 độ. Khu vực đồng bằng ven biển mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, chiều tối mai có mưa rào và dông vài nơi. Trong cơn dông đề phòng có tổ lốc và gió giật mạnh, gió nhẹ, nhiệt độ từ 26 đến 33 độ. Khu vực thành phố Đồng Hới mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, chiều tối mai có lúc có mưa rào và dông, gió nhẹ, nhiệt độ từ 26 đến 34 độ. Dự báo thời tiết biển không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông đến đông nam cấp 3, cấp 4, biển bình thường, sóng biển cao dưới 1 mét.
Dự báo thời tiết đêm mùng 10 ngày 11 tháng 5 năm 2016, mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, trong cơn dông đề phòng có tổ lốc và gió giật mình, ngày nắng, miền núi có nắng nóng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 23 đến 37 độ.